tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Sớm mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn. Hiểu lầm nhau cho nhau biết bao là thắng trăm. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Mới nghe cái tiếng. Trời, đừng nói mới sáng sớm con trộm nha. Thằng nào con nào vô quán của tôi bước ra đây, điểm từ 1 tới 3 nha. Không bước ra là gãy sống mũi nha. 1. Chị nè. Chị cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Không sao. Trời đất ơi, chị Liên Ngọc làm em hết hồn à. Đó, ngồi xuống. Sao vậy? Ai làm gì chị? Chị... Rồi thôi đừng nói nữa, nhìn cái mặt là biết rồi. Khổ tâm hết sức hả? Đi cướp chồng cướp vợ của ai phải không? Bây giờ ra nông nổi này người ta quýnh bòm đầu rồi phải không? Sao chị nói đi, em xử lý cho. Nếu như chị đúng thì em sẽ xử cho chị. Không ai nhá, chị tự gì bị vậy thôi. Trời đất ơi, chị Lily Ngọc, nhìn chị cũng đẹp gái sáng sủa quá mà. Chị mà khổ tâm vậy không biết. Hôm bữa một đợt có anh Phúc rồi mà còn chưa có tỏn đâu. Bởi vậy đẹp gái anh chi rồi mê trai như em nè, phải khỏe không? Rồi bây giờ cuối cùng là chị bị cái gì đó? Chị nhậu xỉn. Trời ơi, con gái gì vừa nuốt vô liền với tôi. Em đi pha nước chanh cho chị uống nha, không có được ói nghe chưa. Trời đất ơi, ai ói mửa lắm hết trơn vậy? Chỗ buôn chỗ bán. Trời, chị hái gì? À, chị làm cái gì vậy? Chị tập xong rồi á, chị ói mũm lum chứ không? Em mét mẹ cho coi nè, chị giận đi. Trời, em sao vậy? Chị con gái hiền lành như vậy mà ói mửa gì sáng sớm? Chị không có làm. Chị không làm chứ ai làm nữa. Nè, người con gái đang chín này nè. Trời ơi, chị làm ta, biết xin lỗi không? Chị nói nghe nè. Chị vô trong á, chị dọn cái đống đó đi. Nha nha. Trời ơi, cô ba. Nay cô ba làm sao vậy? Cô ba không thấy là tôi đang tập võ hả? Tôi không có dọn. Chị dọn đi chứ ai dọn giờ. Không thấy chị dọn đi xong rồi á, chiều em canh quán cho chị đi tập gym ha. Thiệt không cô ba? Thiệt. Chị đi. Trời đi. Dọn đi. Cô ba hứa với tôi rồi nha. Em hứa là tôi dọn gì mà. Cô ba đó nha. Chị Lily, chị làm cái gì vậy? Tự nhiên ói mửa, chị nhậu xỉn nữa. Không có giống ai hết trơn à. Còn cái gì mà giống ai em? Chị mà ra nông nổi vậy á là do cái chung cư này nè. Trong đó có cái mặt của em nữa đó. Chị vô lý quá à. Tự dưng em có liên quan gì đâu. Không liên quan. Mà em thấy chung cư này có ai làm gì chị đâu. Chị nói vậy. Không ai làm. Chị mà đi đằng trước á là đằng sau có người chỉ chở nè, cười rút rít. Rồi người ta nói xấu sau lưng chị đó. Em biết không? Em có thấy ai vậy đâu. Em lo bán quá, sao mà em thấy được. Sao mà em không thấy được? Chị có biết cái quán của em á hả, giống như là cái trung tâm, dạng như là trung tâm phát thanh vậy đó. Chuyện gì em cũng biết trơn trời á. Em đâu có thấy gì đâu. Thấy, em mà có thấy em cũng bao che cho người ta. Làm gì có. Ta nói là chị thấy rõ ràng mà em cứ cãi. Người ta nói sau lưng chị là chị mới biết chứ. Em cứ cãi hoài. Chị mới cãi hoài á. Em đó, chị chơi với em đó, chị giận em rồi. Em cũng không nói chuyện với chị đâu. Chị sai xỉn vậy. Khi nào mà chị tỉnh lại chị mới hiểu. Cô Vân ơi, Cô Vân ơi, cho con ly cà phê cô Vân nha. Ủa, là em ạ, nhà ngoan. Làm cho anh ly, ly nước chanh đi. Không, làm em cốt chanh. Ý anh nói là em làm cho anh ly nước tắc nha. Anh nói gì vậy? Ủa, anh Phúc, sao hôm nay nhìn anh ngộ quá vậy? Em làm cho anh ly nước tắc đi nha. Trời ơi, đợi em chút nha. Vậy này mới sáng đông đủ vậy thôi. Cho anh ly phê luôn đi. Anh Phúc,
Đừng nói nhiều mà. Tối qua anh. Tối qua người ta nhậu cả đêm em ơi. Mà còn hát nữa. Đúng rồi đấy. Trời ơi, sống của em. Dù em làm gì? Anh Phú nhậu không của em? Chắc là vậy đấy. Người ta nhậu chứ không phải là anh nhậu, em hiểu không? Em biết tính anh rồi đó, đó giờ có khi nào mà anh nhậu nhẹt đâu. Đúng rồi ha. Nó lo học hành mà. Đúng rồi, ảnh ngoan chết luôn, làm gì có chuyện anh nhậu đúng không? Người ta nhậu cả đêm. Ý anh muốn nói đây á, là cái nhà bà Thúy Loan cái kìa. Bà nhậu cả đêm, đấy, tổ chức cái tiệc sinh nhật gì mà y đùng cả bởi. Cả hát cả một ngày luôn á. Đấy, không cho ai ngủ, làm ầm lên cái chung cư này này. Cái nhà anh là xác dách luôn, anh ôm nguyên cái show luôn. Tối qua là anh muốn ôm thi mà không, vừa muốn dở cuốn sách ra mới đọc mấy câu là hát hò ôm sầm, xong rồi anh muốn đóng cuốn sách lại anh đi ngủ cũng không ngủ được luôn, là nguyên thi đêm qua là thức trắng luôn đó. Thấy chưa? Thấy gì? Thấy chưa? Em không làm cho ban quản trị nữa cho nên là bà Thúy Loan á, bà mới tự tiện mở tiệc linh đình vậy đó, làm phiền tới mọi người, nghĩ tới mình tức ối máu mà. Ê, cái này là kỳ cục á. Đấy, người ta tổ chức sinh nhật gì thì liên quan gì đến việc mà em vào trong ban quản trị. Đúng không? Đúng rồi. Có liên quan hay sao? Liên quan làm tức chết luôn á. Em nghĩ tới nghĩ lui á, nãy giờ đâu có chuyện gì đâu mà chị tức. Sao không tức? Là cái bà Thúy Loan á, trong chung cư này ai bà cũng mời hết. Chỉ cái riêng tôi là bà không mời. Biết sao? Tôi tổ chức, tôi uống rượu luôn, tôi cũng xỉn luôn. Tưởng tôi không có tiền mua hả? Tưởng tôi không biết xỉn hả? Mà chị ơi, bây giờ chị đang cái tuổi thanh xuân nè, mà ngày nào mà chị cũng uống kiểu này á, em nói là chị mau tàn lắm á nha. Ở cái tuổi này là mình phải biết giữ sắc đẹp cho mình, giữ cái nhan sắc hay gì á. Mình bỏ cái thời gian, mình bỏ cái công sức mình đi nhậu, mình tốn tiền, thì mình bỏ cái thời gian công sức đó mình đi tập thể dục đi. Đúng rồi. Mình tập yoga đi. Trời ơi, mất mớ gì đi nhậu rồi bây giờ. Nhìn có ra con người không? Cho dù chị nhậu cỡ nào chị vẫn đẹp em ơi. Đẹp mà ý. Tóm lại á, là tại vì tôi không được làm cho ban quản trị nữa cho nên mọi chuyện nó mới xảy ra. Thôi đi, làm không tốt thì ai cho làm nữa. Em bó tay chị luôn á. Nghĩ sao không tốt? Tại vì mọi người không có thời gian biết được cái chuyện đó thôi. Biết gì? Good morning. Cô Hương. Chào buổi sáng tốt lành. Cô nhậu chung với chị Lily hả? Gì? Cô nhậu chung với chị Lily hay sao vậy? Tào lao. Nhậu đâu mà nhậu. Liêu liêu. Dạ. Hôm qua Ngàn Thí Loan cái gì mà nó ồn ào cả đêm, không ai ngủ được hả? Đó, cô thấy chưa? Nhà Thí Loan á, tổ chức tiệc cả đêm luôn, không ai ngủ được hết trơn á. Bây giờ sáng sớm nha, ai cũng hả, xanh xao mặt mày, tím xanh, tái xanh tái mét hết trơn á. Bởi vậy con nói cô rồi, con đâu có muốn làm lại ban quản trị đâu. Nhưng bây giờ mọi người bầu lại con á, con vẫn chấp nhận con làm thôi. Con này nói tao tỉnh ngủ rồi nè. Cái gì vậy hả? Tại sao mà hổm rài con nhắc tới nhắc lui về cái vấn đề này hoài vậy hả Liêu Liêu? Trời đất ơi, bây giờ cái chuyện của con Thí Loan á thì cũng đã xảy ra rồi. Thì cái việc đó đó để cho ban quản trị với ban quản lý họ sẽ tìm biện pháp để mà khắc phục nha. Còn con á, con đừng có đi rêu rao nữa. Con làm như vậy á thì mọi người sẽ thấy con không có tốt, đúng không mọi người? Dạ đúng. Cô nói quá đúng. Mọi người bây giờ có ban quản trị mới rồi, quản lý tốt rồi cho nên đâu cần con nữa đâu. Nè nè nè, cô nhắc lại lần cuối nha, nhắc lại lần cuối, nhắc hết tất cả mọi đứa nha, không được nói xấu ai trong chung cư, nhất là nói xấu anh ba quản lý. Nếu mà còn nói xấu tới anh ba quản lý á, đừng trách cô. Người nghèo khó, người giàu sang, chẳng hề